mình kiểm tra lại cái ILAO lần nữa. Các bạn nhớ cái bước này kỹ nha. Khi mà mình tuân báo ốp thành công á, thì mình copy số series, mình đi mình kiểm tra lại cái ILAO nó ốp chưa, thì nó báo ốp nè. Tất nhiên những cái tool free á, thì các bạn kiểm tra thì xác suất nó không có chắc chắn 100% nha. Còn các bạn nào mà thấy sợ, thấy ngại thì gửi số series cho mình, rồi mình kiểm tra tốn phí vài ngàn giúp các bạn ha. Rồi như vậy thôi, có mấy cái tool free nó báo ốp á này các bạn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy iPhone, mình thấy nó vô menu bình thường rồi các bạn. Thì họ nói cái máy này lâu quá không có dùng á, cái tài khoản iLao tạo hồi nào cũng quên mật khẩu mất tiêu rồi các bạn ơi. Tất nhiên mình quên mật khẩu là mình không có đăng xuất ra được ha. Khách hàng nhờ mình bypass thôi. Nhưng mà mình thấy cái máy này ngó bộ nó phù hợp những cái điều kiện để mình xóa hẳn cái iCloud trong cái máy 100% luôn nha các bạn. Đầu tiên là nó load được dung lượng nè. Quan trọng là mình bật tắt được cái Game Center nha. Khi các bạn vô tài khoản iCloud của mình, các bạn bật tắt cái Game Center mà nó không có đòi hỏi cái mật khẩu của cái tài khoản là hầu như là mình ốp 100% được nha các bạn. Đó, cái này mình bật tắt ok nè, nó không có hỏi mật khẩu nè. Thì hiện tại cái tool Unlock Tool đó có hỗ trợ cái ốp iCloud qua proxy nè các bạn. Cái này là qua proxy, có nghĩa là mình ốp qua cái server chủ của admin cho ha. Các bạn lên YouTube các bạn tìm từ khóa ốp menu của Unlock Tool đó, có khá là nhiều video. Thì hôm nay mình chia sẻ với anh em cái cách mà mình ốp, mình thấy hầu như là máy nào cũng thành công ha. Mình chia sẻ với mọi người. Đầu tiên các bạn phải cài đặt cái cấu hình thủ công proxy cho nó trước nha. Các bạn vô cài thủ công nè, các bạn nhớ là bấm cái địa chỉ IP của cái server, các bạn nhớ bấm chính xác nha. Nhiều lúc các bạn bấm lộn dấu chấm dấu phẩy, các bạn cứ nhắn tin hỏi mình thì sao vô không được thì cũng hơi khó ha. Cái bọt thì các bạn phải bấm chính xác nè. Cái địa chỉ khi nào tool thay đổi thì nó sẽ hiện trên màn hình nè. Trong cái tool các bạn cứ làm theo thôi. Server 1 không được thì mình làm server 2. Rồi mình vô server nè, mình dán cái địa chỉ IP, với lại nhớ thêm cái bọt nữa nha các bạn. Thêm cái cổng server nữa nè. Rồi các bạn bấm OK. Các bạn tải cho mình cái hồ sơ cấu hình này về. Tải khá là nhanh các bạn. Khi tải về xong mình vô cài đặt. Mình tin cậy cái cấu hình nó nha. Rồi các bạn cứ bấm cài đặt thôi. Cái này thì nó khá là đơn giản rồi. Sau khi mà mình cấu hình xong, các bạn vô phần giới thiệu điện thoại nè. Cài đặt cái chứng nhận gì các bạn bật lên luôn. Các bạn tin cậy giúp mình luôn nha. Nhớ bật lên luôn nha các bạn. Rồi cái đây, khi lúc này là mình cấu hình proxy thành công ạ. Mời đẹp. Để mình vô mình kiểm tra lại một lần nữa, coi thử nó có nhảy về tự động ha. Rồi thủ công ok nè. Thường thường khi các bạn làm bước này xong thì các bạn vô iCloud, các bạn bật tắt cái Game Center để các bạn lấy token á, rồi tool nó ốp á, nhưng hầu như mình thấy nó dễ bị lỗi, mà giống như cái máy này ốp mà cái máy mình đang cần là ốp thì nó không ốp nha các bạn. Các bạn làm giống mình ha. Đầu tiên các bạn phải bật tắt lại cái wifi trước nè, rồi các bạn chờ nó kết nối lại cái wifi. Rồi khi kết nối lại wifi á, lúc này các bạn vô iCloud, các bạn bật tắt cái Game Center là được ha. Rồi các bạn bật tắt, nói chung là bật tắt chừng tầm 2 lần để các bạn, rồi các bạn bật lên lại. Hiện tại thì cách ốp mới như này á, thì các bạn bật Game Center là nó không bật nha. Nói chung cái này lúc mình bật tắt á, thì để chủ yếu là lấy token á, để trên server họ ốp giúp mình thôi các bạn. Rồi các bạn bật tắt 2 lần là được rồi, Game Center nó không bật kệ nó các bạn. Rồi cái bước này quan trọng nè, các bạn nhớ tắt wifi, tắt kết nối di động hay là bluetooth gì đó, tắt hết nha các bạn. Rồi mình ghim vô máy tính, tiến hành mình click up thôi. Rồi mình cái máy mình là máy gì á, thì các bạn copy số series với lại cái mã UDIT nè, các bạn dán vô cái tab này, rồi các bạn bấm read cái máy để cái tool nó biết cái máy của mình nè. Rồi server ốp cho mình nha các bạn. Cái này là ốp qua server thôi.
Còn ốp thủ công thì mình cũng có lên video là ốp bằng cái file backup nó khác nha các bạn. Cái này theo địa chỉ IP của admin nè. Rồi các bạn bấm ốp nè. Rồi các bạn lúc tắt wifi mình bấm Z. Các bạn đợi thôi. Cái này nó báo là kết nối với server thất bại gì kệ nó các bạn. Quan trọng là để mình coi thử nó read đó, rồi nó ốp được những cái máy nào hay không ha. Cái cách này mình làm thì mình thấy nó hầu như là thành công các bạn ha. Làm chuẩn chỉ luôn ha. Rồi các bạn thấy nó ốp nè. Hầu như những cái máy nào mà có liên kết với tài khoản của mình đó, lúc trước giờ các bạn, là nó đều ốp nha. Nhưng mà quan trọng á, các bạn coi của cái máy của mình đó, đang làm đó, là máy iPhone máy thì nó ốp rồi đó, thì các bạn tự tin các bạn xóa nha. Cái này để mình coi iPhone 7 Plus nè. Rồi iPhone 7 Plus của mình nè các bạn, nó báo ốp ok ha. Rồi như vậy thôi. Cái cách này mình làm thì mình thấy nó ok các bạn. Nhiều lúc các bạn làm lỗi hay là lộn này lộn kia thì các bạn thử cái cách của mình ha. Rồi giờ mình tiến hành mình quay trở lại. Mình kiểm tra lại cái iLoud lần nữa. Các bạn nhớ cái bước này kỹ nha. Khi mà mình tool báo ốp thành công thì mình copy số series, mình đi mình kiểm tra lại cái iLoud nó ốp chưa. Thì nó báo ốp nè. Tất nhiên những cái tool free thì các bạn kiểm tra thì xác suất nó không có chắc chắn 100% nha. Còn các bạn nào mà thấy sợ, thấy ngại thì gửi số series cho mình, rồi mình kiểm tra tốn phí vài ngàn giúp các bạn ha. Rồi như vậy thôi. Có mấy cái tool free nó báo ốp này các bạn. Cái này thì chắc chắn ốp 100% rồi. Rồi các bạn có những cái cách nào hay thì để lại bình luận bên dưới ha, để anh em khác cùng tham khảo nha. Rồi tiến hành mình xóa cái máy thôi. Trước khi xóa các bạn nhớ là không bao giờ các bạn bật wifi nha. Các bạn nhớ là 100% tuyệt đối là không có kết nối internet ha. Kết nối có khi nó bị on lại là hư bột hư đường hết nha các bạn. Rồi lúc này nó xóa trắng á, thì các bạn đợi cái máy khởi động lên. Rồi các bạn activate vô thôi. Cái này là ốp nó khác là bypass nha các bạn. Nhiều lúc các bạn hỏi mình cũng giải thích khá là chi tiết rồi ha. Ốp remove có nghĩa là gỡ hẳn 100%. Còn các bạn mà bypass á là các bạn dạng như ẩn iCloud thôi. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.